Hello cả nhà, Hiệp chào cả nhà nha. Chào cả nhà buổi sáng. Nhà mình đang xích đu. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng hạnh phúc an lành nha. Chào cả nhà, mình đang xích đu. Thôi được rồi, để mẹ nói chuyện chút nè. Cả nhà ơi, hôm bữa giờ Hiệp không có la liếp được á, là tại vì Hiệp lên đây mà cái sóng của điện thoại Hiệp nó yếu quá. Rồi Hiệp làm clip không có được. Rồi mấy bữa nay Hiệp ra tiệm ở chỗ tiệm thì sóng nó đỡ hơn, cho nên Hiệp mới làm clip lại được á. Rồi có lúc thì nó mạnh, có lúc thì nó yếu, thì lúc nào mạnh thì Hiệp canh, lúc nào mạnh thì Hiệp mới làm được. Tại ở trên đây á, là ở trên núi á, ở trên núi cho nên nó yếu sóng lắm mọi người. Mà cái điện thoại iPhone này á, cái sóng của nó yếu, nó bắt sóng yếu ghê luôn á, cho nên nó không có sóng nên Hiệp làm clip không có được. Bữa giờ Hiệp không có làm clip được, Hiệp buồn ghê sợ luôn mọi người. Bấm cái này. Lấy tay ra con nữ chọc chọc cho màn hình vậy đó hư. Bấm hoài coi cái gì thì coi một cái thôi. Bấm hoài bị tắt luôn. Ở dưới. Đó nha. Nữa. Ở trên. Được chưa? Rồi, đi lại nó coi đi cho mẹ làm việc. It's new bullseye ball. Aim, bounce, and beat the high score. There's lightning fast rounds and four ways to play. Nhỏ thôi, cho mẹ làm việc một chút đã, con ở lớp mẹ không nghe được, không nói chuyện được đâu. Sao nhỏ vậy hả? Chút nữa mẹ mở lại cho. Mở lớn chút thôi. Mở lớn chút rồi mẹ không có nói chuyện được. Bây giờ Hiệp không có làm clip được, Hiệp cũng buồn lắm mọi người. Sống gì hết mẹ. Mở lại. Thôi con ồn ào quá thì mẹ không nói làm được, mẹ không nói chuyện được. Hiệp nói cho cả nhà biết là Hiệp đi lên đây á, công việc nó cũng ổn định lắm. Cái chỗ ở đồ thì nó cũng thoải mái lắm. Nó cũng thoải mái, nó cũng nói chung là nó có buồn. Tại vì ở trên đây là giống như là dùng kinh tế mới gì đó. Dân đồ thì nó ít, nhưng mà bù lại là nó thoải mái. Cái tinh thần, cái tư tưởng của mình, cái môi trường sống rồi thì thấy nó thoải mái lắm. Cho nên là Hiệp thấy cũng ổn định, cũng ok. Công việc thì mùa này nó cũng hơi vắng, mà với cái mà Hiệp đang bệnh hoạn như vậy thì làm như vậy thì cũng ok rồi, chứ mà đông lúc nữa thì Hiệp làm không nổi. Thì có khách thì chạy ra làm, không có khách thì Hiệp vô phòng để Hiệp nằm, Hiệp nghỉ ngơi, Hiệp chơi, chứ Hiệp cũng ít làm, chứ không có đến nỗi nào mà phải làm nhiều mệt đâu, không có. Nên Hiệp thấy cũng thoải mái, thì Hiệp cũng cho cả nhà mình biết như vậy. Tại vì bữa giờ Hiệp lên đây mà không có nói cho cả nhà mình biết, chứ không làm clip được, thì cả nhà mình cũng lo lắng. Có nhiều anh chị cũng nhắn tin hỏi Hiệp, cũng quan tâm tới Hiệp, tới gia đình Hiệp. Thì Hiệp cũng xin cảm ơn, mọi người rất là nhiều. Bữa nay Hiệp mà ra tiệm điều thì Hiệp cố gắng làm clip lại cho mọi người coi nha. Hiệp xin cảm ơn mọi người. Đây là khung cảnh xung quanh tiệm của Hiệp làm. Xung quanh tiệm Hiệp làm có sát bên luôn, chừng 50m thôi là có phạt nè, có phạt cho Nhi chơi, có một cái hồ nước rất là lớn, khung cảnh rất là đẹp, yên bình thoải mái. Sáng nay chưa có khách nên Hiệp dắt Nhi lại đây cho Nhi chơi. Nhi chưa có đi học. Hiệp với ông Bụt đi apply trường cho Nhi rồi, nhưng mà thứ hai Nhi mới được học. Hôm nay là thứ năm cho nên Nhi được ở nhà. Chưa có khách làm, Hiệp dắt Nhi ra đây cho Nhi chơi cho thoải mái. Khi nào có khách rồi là.
Con chim gì quá chừng đó con. Nó ở trên cây kìa. Thấy không? Nó nói gì vậy? Nó nói là Nhi ơi, Nhi xuống đây Nhi chơi với mình hả Nhi ơi Nhi. Con nghe rõ rồi nó nói vậy đó. Nó thấy con á hả? Đúng rồi. Nó thấy con xuống nó chơi nó mừng á. Con thích không? Con nhỏ sao con lên đó được? Ừ, con đứng đây thôi cũng được, con nhìn lên nó, con thấy nó là được rồi. Hi. Đúng rồi, con chim đó nó nói tiếng Mỹ á, con chào nó đi. Hi, hi. Nó nhìn con nói cầm, chuyện nó nghe đó. Nó nhìn con cầm cái cây rồi nó bay rồi. Đâu, con đừng cầm cây nó bay á, rồi con nói chuyện với nó đi, nó nghe nó hiểu á. Nó lại rồi. À. Cái cây này giống như con mực dữ ta. Ừ, phải cho con mực không ta? Như vậy. Cây này giống như con mực quá cả nhà, không biết phải cho con mực không rồi sao? Quá trời nè, cây con mực thì cũng đang cần lắm á. Có phải là con mực của sinh tấm nữa không? Cái này sát bờ sông dám là cây cỏ mực lắm ạ. À. Con đừng có đi xuống nước nha. Ở đây nó yên bình mà nó thoải mái dễ sợ luôn á. Nó không có ồn ào, nó không có tấp nập, nó không có nhộn nhịp như ở dưới Sanxuê mọi người. Nhưng mà cuộc sống thấy nó yên bình mà nó thoải mái lắm. Trời ơi, chim cu gì mà quá trời trên cành cây vậy. Nó réo sùm hết vậy. Trời ơi, coi chim á, cả nhà chim mà nó bu đen cành cây luôn. Nó réo sùm hết. Hay chưa? Dạ. Đây con. Sông nước mênh mông, khung cảnh rất là hữu tình. Khung cảnh rất là hữu tình mọi người ơi. Yên bình mà cuộc sống nó giản dị dễ sợ luôn mọi người ơi. Ý da, trời ơi sao cái này nó chọc lên đau dữ vậy. Ủi da. Ý da, cây này nó trúng cái gì cái này đau quá vậy nè. Ôi cái gai nó đâm vô cái dép à, chứ nó chọc lên đau. Đừng có xuống nước nha con. Con đừng xuống nước nha, mẹ không có biết bơi đâu đó. Cái chim gì mà bự dằn dằn vậy? Con chim hay con gà lâu trời sao nó bự vậy. Chim bự ghê chưa. Bay cái ghế à. Mày cái chim quá trời luôn. Hả? Sao con? Từ từ, mẹ chưa nhìn nước. Ôi dạ. Cái này nó đạp bị đau chứ. Để mẹ nhìn nước coi, nước sạch hay nước dơ. Trời ơi, nước dơ thiệt. Nước sao mà cái gì mà xanh xanh lè lè đây quá trời vậy nè. Rong riêu gì không à. Hả? Nói chứ. Ở bên trên này là đường nè.
này là đường mà xe cộ chạy là vui lắm, đẹp ghê cả nhà. Chờ mấy chút. Sông nước hữu tình chưa mọi người, cái cảnh rất là đẹp luôn nha. Cuộc sống thấy nó yên bình lắm nha mọi người, nó thoải mái, nó yên bình, nó thanh thản dễ sợ luôn á cả nhà. Đó, có xích đu cho nít nó đu nó chơi nữa, có ghế cho mình ngồi mình nhìn ngắm sông nữa, có bàn có ghế, ai thích ngồi ngắm sông thì ngồi. Đâu cho con nít nó chơi. Còn cái nhà phía bên kia đường là nhà vệ sinh. Từ từ chờ mẹ quay cái cảnh này chút con, cảnh này đẹp quá mà. Mẹ quay quay cảnh sông núi nước nè cho mọi người nhìn nè, đẹp quá nè. Thấy không? Từ từ. Đi cũng nôn, về cũng nôn. Gió mát ghê luôn. Đứng đây mà gió nó mát rượi luôn. Thoải mái dễ sợ. Chiên nè, mấy bà chiên ghê. Thấy cái hồ này nó mà nước sạch thì chắc người ta tắm cũng nhiều lắm. Cái hồ đẹp quá mà không, nước nó hơi bị ô nhiễm nên người ta không có tắm. Cảnh đẹp quá cả nhà ha. Nước, núi. Cảnh quá thiên nhiên. Quá tuyệt vời. Cái hồ này nó mà sạch sẽ mới là ngon lành luôn. Vì cái hồ này nó hơi bị ô nhiễm cho nên không có thấy ai tắm hết trơn. Xa xa trên núi có mấy cái nhà càng đẹp à. Các em Nhi đang tập thể dục nhịp điệu nè mọi người. Ghét không? À, con tập đi. Sát bên tiệm làm băng qua đường là có cái phạt kìa nè mọi người. Có đầy đủ đồ chơi cho nít hết. Rồi có những cái này để tập thể dục cho người lớn nè. Ai muốn ra đây tập thể dục thì tập nè. Ơi à, dơ đó, gớm dùng cái đất mình ngậm gớm người ta đạp lên ghê ghê. Có mấy cái này để cho người lớn tập thể dục, ai muốn tập bông gì thì tập. Nó có đầy đủ ghê luôn cả nhà. Bên kia thì có xăng cho mấy đứa trẻ đá banh. Có trò chơi đủ thứ. Con tập gì tập đi. Con tập cái đó tốt đó. Đừng có bỏ đó vô miệng, ấy con lụm dưới đất là nó dơ lắm.
Nước mặt đi. Con lao kìa kìa. Cái đó dành cho người lớn, con nhỏ con không tập cái đó nổi đâu. Con làm cái này được. Đúng rồi, con chỉ tập được cái đó thôi. Thấy. Mẹ với con tập không? Đó. Rồi tập đi. Mẹ làm con. À. Vô. Đâu có, con tự tập con mới mạnh chứ người ta bỏ con lên đâu có được, con mà để tay dưới ót con làm được đó. Không, để tay dưới ót mới được. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm gì mệt? Cái này tập mệt. Vậy hả? Tại cái đó của người lớn mà con còn nhỏ con tập đâu có tới. Con tập đi. Hả? Thôi nắng quá à, mẹ tập không được đâu. Qua đây tập. Đó con tự tập đi. Chán đâu chán, con tập vậy đó, đúng rồi đó. Chơi gì chơi cũng được có cái đó à. Trời bắt đầu nắng rồi con ơi. Trời bắt đầu nắng rồi á.